15 cách phối đồ đi biển cực đẹp dành cho nam. 13. Phối đồ đi biển cho nam đẹp với quần short và áo thun. Style đi biển nam chắc chắn không thể thiếu set quần short phối áo thun. Khi đi biển, quần short và áo thun là một trong những trang phục phổ biến và phù hợp với nhiều hoạt động. Để tạo nên trang phục đi biển cho nam giới đẹp, hãy lựa chọn quần short với kiểu dáng thoải mái, phù hợp với vóc dáng và màu sắc tươi sáng như màu xanh dương, xanh lá cây, đỏ hoặc vàng. Áo thun cũng nên có kiểu dáng đơn giản thoải mái và thoáng mát, có thể in hình ảnh hoặc chữ viết liên quan đến chủ đề biển, hoặc đơn giản chỉ là áo trơn. 14. Áo phông mix quần boss short, style đi biển nam đẹp. Quần boss short kết hợp với áo phông là sự lựa chọn hoàn hảo cho outfit đi biển nam. Kiểu quần boss short có độ dài ngang gối, được làm từ chất liệu nhẹ, thoáng mát và kháng nước. Quần boss short cũng có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn theo sở thích. 15. Trang phục bơi đi biển cho nam tất nhiên không thể thiếu trang phục bơi cho những chuyến du lịch biển bạn nên chọn lựa những mẫu trang phục bó sát để tạo vẻ ngoài cuốn hút và nam tính đồng thời khoe được thân hình chuẩn nếu bạn có thân hình hơi đầy đặn thì nên chọn đồ bơi dễ chịu và vừa vặn cơ thể